Quý anh chị đang muốn tìm mua một chiếc bếp ga Nhật bãi nội địa, hàng đã qua sử dụng mà độ mới còn cao và hình thức bếp còn đẹp, các cái tính năng của bếp hoạt động ổn định thì hãy đón xem video này của em. Em lên sóng tuyển chọn những cái chiếc đẹp nhất giới thiệu đến cô chú anh chị trong buổi tối ngày hôm nay. Những cái chiếc bếp ga Nhật bãi có độ an toàn cao và hình thức bếp còn đẹp. Thì đầu tiên là chiếc bếp L1 em giới thiệu đến cô chú anh chị đến từ thương hiệu Paloma. Một chiếc bếp mặt sơn phía trên và phía dưới của nó thì là màu ghi sáng. Ai mà yêu thích cái dòng nồi đồng cối đá, cái dòng đơn giản, dễ sử dụng và có độ bền cao thì đây là một cái chiếc bếp lý tưởng. Mặt sơn phía trên là màu ghi, dễ vệ sinh, dễ lau chùi. Mặt sơn thì đúng là không bằng mặt men được, nhưng mà độ bền cũng cực kỳ cao. Vì dòng này là sơn ô tô, sơn tĩnh điện, nên là các bác cũng không có lo nha. Chiếc bếp này thì bo chia lửa của nó bằng hợp kim đồng. Đây, bo chia lửa bằng đồng. Còn vuông thành sắc cạnh, những cái gờ của nó thì chưa có bị trơn sớt, cũng chưa có bị ảnh hưởng gì. Đây, nó chỉ bị xỉn màu là do đã sử dụng rồi thôi ạ. Chiếc bếp rất là đẹp đến từ nhà Paloma. Đây, cái họng đồng của nó còn sáng các bác nhá, họng đồng còn sáng choang. Tâm cảm biến chạm đáy nồi, đo được nhiệt độ nồi lên đến 200 độ thì sẽ tự động nhỏ vùng lửa. 250 độ, tắt lửa và khóa ga. Đây, kiềng của nó thì là bằng hợp kim thép chắc chắn chịu được trọng lượng lên đến 30 cân. Một chiếc kiềng bán rộng. Đây là cái kim đánh lửa này, thủy ngân chống trào, tâm cảm biến hai bên như nhau. Bếp Nhật thì sẽ có các tính năng an toàn mà em vừa mới chia sẻ. Mọi trường hợp tắt lửa thì đều sẽ khóa ga. Các bác kho cá, kho thịt, các bác luộc ngô, luộc khoai không có tại vị trí bếp thì cũng không lo cháy nồi, không lo cháy thức ăn ở bên trong. Bếp Nhật thì sẽ có cảm biến đáy nồi rồi, nên là mình dùng cực kỳ yên tâm luôn. Chiếc bếp này thì sử dụng công tắc nút bận. Nút bận là công tắc bật bếp. Đây, nút bận ở đây, biểu tượng hình con cá. Đây là chức năng của lò nướng. Chiếc này thì lò nướng một tầng lửa. Nội thất của lò nướng đây ạ. Chiếc bếp lò nướng một tầng lửa. Chiếc bếp Paloma này thì có phím 3S nấu lửa liên tục để ngắt cái cảm biến chống cháy nồi đi. Thì mình ngắt vào cái này thì phù hợp cho quá trình mình rang đồ khô, mình rang lạc, rang những cái món cần nhiệt lượng lớn thì mình dùng cái phím đấy ạ. Bếp thì sử dụng IC để đánh lửa nên là sẽ cần một đôi pin đại làm nguồn. Đôi pin thì các bác có thể mua ở hàng tạp hóa, cửa hàng điện gia dụng sẽ có từ 15 đến 30 nghìn vào chất lượng pin và sẽ sử dụng được hay không là do nhà mình dùng nhiều hay ít ạ. Khay chứa pin thì nằm ở bên góc trái của bếp ạ. Em quay cận cảnh thành vách của bếp để các bác xem là bếp đã bị bóp méo hay là bị hoen dỉ ở đâu chưa ạ. Còn mới, còn sáng, còn đẹp các bác ạ. Phần phía trên này là cái phần thoát hơi nhiệt của lò nướng ở phía dưới. Một chiếc bếp đến từ nhà Paloma. Nhà em thì đã bắn lưới chống chuột cẩn thận ở phía dưới rồi. Đây, bắn lưới chống chuột rồi nha. Khi mua bếp thì nhà em sẽ kèm theo một đôi pin. Thì các bác có thể dùng cái pin đấy để test bếp và sử dụng trong thời gian đầu. Chiếc bếp L1 thì em bán với giá 1,7 triệu đồng bao ship, bảo hành bếp là 12 tháng và đồng hành trọn đời bếp. Em qua mã bếp tiếp theo. Các bác đang xem bếp trên kênh Shop Hiếu Nhật Bãi. Các bác xem bếp thì thấy bếp đẹp, ủng hộ em một đăng ký kênh, ủng hộ em một lượt thích ạ. Hôm nay thì thời tiết rất là nắng, rất là chói chang. Video này thì em lên sóng vào buổi tối ngày hôm nay, tối ngày 23 tháng 3. Rất là nóng, quần áo thì may mắn là hôm nay đã mang ra phơi, hong khô rồi. Không thì những cái ngày mưa vừa rồi thì rất là bí bách, toàn mặc quần áo ấm các bác ạ. Nói vui vui một chút thì em lại quay lại với lại chiếc bếp L2, chiếc bếp đến từ nhà Paloma. Cũng một chiếc bếp nhà Paloma nữa. Chiếc này thì sử dụng mặt men là cái phần phía trên của bếp. Đây, mặt men thì độ bền nó sẽ cao hơn và nó sẽ ít bị trầy xước hơn. Thứ hai là lúc lau chùi vệ sinh ấy thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Tức là cái mặt men này thì nó có độ trơn. Khi nào các bác các cái vết dầu ăn thức ăn mì chính, nước mắm ấy, hạt nêm, các cái gia vị nó vẩy lên trên mặt bếp thì mình dùng cái khăn, cái rẻ mình lau đi thì bếp sẽ sạch nhanh chóng ạ. Chiếc bếp này thì bo chia lửa của nó thì là bằng đồng. Em xin lỗi, là bằng hợp kim nhôm nguyên khối. Còn đẹp, còn sáng, đang còn vuông thành sắc cạnh các bác ạ. Đang còn rất là đẹp. Màu xám lông chuột nhá. Chiếc bếp này thì là màu xám lông chuột phía trên và phía dưới của nó thì là màu nâu cà phê. Đến từ nhà Paloma, thành vách đây ạ. Đấy. Đây, họng của nó đây. Cái bộ phận quan trọng nhất của bếp chính là cái họng bếp và cái bo chia lửa này. Thì những cái dòng nhôm như thế này thì lửa lên cực kỳ đẹp, cực kỳ xanh luôn. Phần phía trên là cái phần thép,
cái này là chắn dầu mỡ ở phía trên nữa. Thì cái này thì có thêm một cái phần đấy. Chiếc bếp Paloma thì sử dụng công tắc phím đề là công tắc bật bếp, khay chứa pin thì nằm ở bên góc trái, đôi pin đại như thế này ạ. Mình điều chỉnh cần gạt to nhỏ ở đây. Bếp bên phải thì sẽ có phím 3S nấu lửa liên tục, điều chỉnh cần gạt to nhỏ ở đây. Lò nướng trước này đấy ạ. Lò nướng trước này cũng là lò nướng 2 tầng lửa. Em xin lỗi nha, lò nướng 1 tầng lửa. Lò nướng 1 tầng lửa. Bên dưới mỗi cái phím đề thì sẽ có một cái khóa, trẻ em ở dưới mình không dùng thì mình gạt sang nhá, thì sẽ có thể không nhấn được. Rất là thích hợp với nhà mình mà có trẻ nhỏ, có các em mà hay nghịch bếp hay bật bếp nấu linh tinh ấy, thì các bác có thể khóa lại để bảo vệ an toàn cho các bé ạ. Chiếc bếp Paloma màu xám lông chuột, ở phía trên và phía dưới là màu nâu cà phê. Chiếc này thì em bán với giá 2,7 triệu đồng, bao ship, bảo hành bếp là 12 tháng và đồng hành trọn đời bếp. Chiếc bếp rất là đẹp, đến từ nhà Paloma, mã số L2, 2,8 triệu đồng ạ. Em xin phép được qua mã tiếp theo. Đến từ nhà Zinai, hôm nay thì em mang đến cho các bác một chiếc bếp đến từ nhà Zinai, đa tính năng. Những cái dòng bếp như thế này thì kho hàng lần này nhà em về rất là nhiều mẫu như thế này. Thì tại vì sao? Vì cái chiếc bếp này rất là dễ bán và cực kỳ dễ sử dụng. Thứ hai là độ bền những cái dòng Zinai này rất là cao. Mặt men thì dễ vệ sinh, dễ lau chùi và ít bị chảy xước. Đây, bo chìa lục của chiếc này cũng bằng hợp kim nhôm nhé. Bằng hợp kim nhôm nguyên khối ạ. Họng của nó thì sẽ có tâm cảm biến chạm đáy nồi, kim đánh lửa và thủy ngân chống trào. Phần phía trên là phần thoát hơi nhiệt của lò nướng ở phía dưới. Một chiếc bếp đến từ nhà Zinai rất là đẹp, bếp bên trái ạ. Mặc dù là những cái tính năng nấu nướng thông thường an toàn thôi, nhưng mà bếp Nhật thì còn có thêm, cái bếp đa chức năng này thì có thêm chức năng khác. Ví dụ như là phím 3S nấu lửa liên tục thì hai chiếc kia cũng có. Bếp này thì còn có cài đặt được nhiệt độ chiên rán 160, 180 lên đến 200. Bếp bên phải thì sẽ có tự động nấu nước. Cái hình biểu tượng của ấm nước như thế này là tự động nấu nước. Bếp bên này thì sẽ có cái biểu tượng hình bát cơm, thì có chế độ tự động nấu cơm và chế độ tự động nấu cháo ở phía trên và phía dưới. Đồng hồ hẹn giờ của bếp nướng, chiếc này thì có thể hẹn giờ được đồng hồ của bếp nướng. Lò nướng 2 tầng lửa. Lò nướng chiếc này thì là lò nướng 2 tầng lửa. Khay nướng thì bằng inox rất là chắc chắn. Phần phía trong của nội thất của lò nướng đấy ạ. Lò nướng thì lửa sẽ từ phía trên này hất xuống, từ phía trên này hất xuống ạ. Và phần hai bên hông hất sang thì lò nướng 2 tầng lửa thì mình không cần phải lật lên lật xuống, lật trái lật phải làm gì, mình cứ để thế mình nướng thôi, mình căn ke thời gian là được. Ngoài ra thì chiếc này còn có đồng hồ hẹn giờ của lò nướng, tối đa là 15 phút và tối thiểu là 1 phút ạ. Chiếc này cũng sử dụng công tắc phím đề là công tắc bật bếp. Đây, phím đề bật bếp ạ. Chiếc bếp L3 rất là đẹp, đến từ nhà Zinai. Ai yêu thích cái thương hiệu Zinai, ai yêu thích cái màu ghi sáng như thế này thì đây là một cái chiếc bếp rất là lý tưởng để phục vụ cho quá trình mình nấu nướng hàng ngày. Chiếc bếp L3 này thì em bán với giá 3,2 triệu đồng, bao ship, bảo hành bếp là 12 tháng và đồng hành trọn đời bếp. Em xin phép được qua mã tiếp theo. Chiếc bếp mà em giới thiệu đến cô chú anh chị là chiếc L4, chiếc bếp đến từ nhà Harman. Ai mà yêu thích cái dòng hình hộp chữ nhật, yêu thích cái dòng kính thẳng, mặt kính á, mặt kính bo viền bằng inox 304. Xuất sắc. Rất là xuất sắc. Đây, bo viền bằng inox 304. Bo chiên lửa của chiếc này thì là bằng đồng ạ. Mặc dù là đã bị xỉn màu nhưng mà đang còn vuông thành sắc cạnh các bác nhá. Cái chiên lửa của nó thì đang còn đẹp, chưa có bị trơn sớt, cũng chưa có bị Đây, còn đẹp các bác ạ. Bo chiên lửa bằng đồng. Phần phía trên là phần thoát hơi. Cái phần này là cái mic chắn dầu mỡ nhá, bằng thép. Hai tâm cảm biến như nhau. Đo được nhiệt độ nồi lên đến 200 độ thì sẽ tự động nhỏ vùng lửa. 250 độ thì tắt lửa và khóa ga. Chiếc bếp Harman đa tính năng. Bếp bên trái thì sẽ có phím 3S nấu lửa liên tục, chế độ tự động nấu cơm, tự động nấu nước và cài đặt được nhiệt độ chuyên rán từ 160 lên đến 200. Bếp bên phải thì sẽ có... Em xin lỗi ạ. Đây là ấm nước này, là tự động nấu nước sôi 5 phút rồi tắt và nấu nước tự động. Bếp bên phải thì sẽ có cài đặt được chế độ nấu cơm và chế độ nấu cháo. Đồng hồ hẹn giờ của bếp nấu lên đến 99 phút và tối thiểu là 1 phút. Và đồng hồ hẹn giờ của lò nướng 1 tầng lửa. Thì cái chiếc này mình có thể hẹn được tối đa lò nướng là 15 phút và tối thiểu là 1 phút. Khay nướng đây ạ. Khay nướng thì rất là đẹp, rất là sáng. Nội thất lò nướng 1 tầng lửa thì rộng rãi. Trước này thì nội thất 1 tầng lửa nhưng mà rất là rộng, thì mình nướng cũng thoải mái ạ.
phím đề là công tắc bật bếp. Mình bật bếp ở đây, điều chỉnh cần gạt to nhỏ ở đây. Chiếc bếp là hình hộp chữ nhật, mặt kính. Đây. Chưa có bị bóp méo, cũng chưa có bị hoen gì. Rất là đẹp đúng không ạ? Chiếc bếp L4, mặt kính ánh kim tuyến ạ. Em bán chiếc này với giá 3,4 triệu đồng, bao ship, bảo hành bếp là 12 tháng và đồng hành trọn đời bếp. Xin phép các bác em qua mã cuối cùng là chiếc Zinai L5. Ai mà yêu thích cái màu xanh ngọc bích phần phía trên, xanh ngọc bích phần phía trên và phía dưới là màu trắng á, màu trắng tinh khôi, một màu sáng. Thì màu sáng thì nó các bác sợ nó bẩn, nhưng mà xin thưa với các bác là màu sáng thì mình thấy vết bẩn dễ thì mình lau đi. Mình chịu khó lau đi thì rất là sạch, không có lo bẩn đâu ạ. Ở những cái chiếc này thì là cái lớp men của nó thì dễ vệ sinh, dễ lau chùi. Các bác chỉ cần chịu khó lau một chút thì lúc nào nó cũng như mới luôn ạ. Chiếc bếp này thì sử dụng bo chia lửa bằng đồng. Đây, bo chia lửa bằng đồng. Còn sáng còn đẹp. Bằng đồng, không phải là bằng nhôm đâu ạ, bằng đồng nhá. Mặt kính ánh kim tuyến. Đứng xa ra một chút thì màu nó sẽ như thế này ạ. Còn khi mà em zoom lại gần thì màu ánh sáng nó sẽ phản chiếu, đâm ra nó ra cái màu trắng, nhưng mà nó hơi xanh ngọc một chút ạ. Bếp bên trái thì sẽ có tự động nấu cơm, tự động nấu cháo, đồng hồ hẹn giờ của bếp nấu là 99 phút và tối thiểu là 1 phút. Bếp bên phải thì sẽ có cài đặt được nhiệt độ chân rán 160, 180 lên đến 200, tự động nấu nước sôi 5 phút rồi tắt và nấu nước tự động, phím 3S nấu lửa liên tục, đồng hồ hẹn giờ của lò nướng đây. Lò nướng thì hẹn tối đa là 15 phút và tối thiểu là 1 phút. Lò nướng trước này cũng là lò nướng 2 tầng lửa. Đây, em cầm nặng tay luôn các bác ạ. Đây, em cầm nặng tay luôn. Rất là đẹp, khay nướng còn mới còn sáng nha, bằng inox ạ. Lò nướng 2 tầng lửa thì rộng rãi thoải mái, không cần phải lật. Chiếc này thì cũng sử dụng công tắc phím đề là công tắc bật bếp, mình bật bếp ở đây. Khay chứa pin thì nằm ở bên góc trái như thế này. Mình điều chỉnh cần gạt to nhỏ ở đây. Chiếc bếp đến từ nhà Zinai, mặt kính màu ghi, màu trắng và mặt phía nó thì hơi xanh một chút, hơi xanh ngọc bích một chút. Thành vách đây các bác nhá. Chưa có bị trơn sớt, cũng chưa có bị bóp méo. Đây, rất là đẹp. Chiếc bếp L5 thì em bán với giá 4 triệu đồng bao ship, bảo hành bếp là 12 tháng và đồng hành trọn đời bếp. Em ghi lại một lượt những cái chiếc bếp mà em đã báo giá trong video buổi tối ngày hôm nay. Thì các bác xem là mình có ưng được chiếc nào hay không thì mình kết nối Zalo 0982 035 091 giúp em. Thì bếp nhà em có rất là nhiều bếp sẵn tại kho và rất là nhiều mẫu mã để quý anh chị có thể lựa chọn những cái chiếc phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng, với chi phí của gia đình. Hàng nhà em thì đi mỗi ngày và một tuần thì về hàng một lần, mỗi một lần thì hơn 100 chiếc, nên là không có lo là không có bếp để trả đơn cho các bác, không có bếp để phù hợp với mình đâu ạ. Rất là nhiều mặt hàng, rất là nhiều mẫu mã bếp đang để sẵn ở trong kho nhà em rồi. Mình có nhu cầu thì mình cứ kết nối Zalo giúp em nhé. Em xin phép được kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.